Ja. Rồi câu 1 ha, ở đây thì nó cũng hỏi cái tên và chủ yếu là phát âm thôi. Yếu phát âm thôi nha các em. Thì ở đây đọc là H-A-R-D-I-E, the Hardy, Loser Hardy. Rồi ha, tiếp theo là địa chỉ và chỗ này thì Whitestone Road. Rồi ha. Câu tiếp theo là postcode. Postcode là ở đây là mã bưu chính á, thì nó cũng như vậy luôn. Chú ý cho thầy nghe, đầu tiên thì nó có bảy mình cái chỗ này, nó là câu nghi vấn nha. Nó có nói là is the postcode GT7. Nhưng mà được thì các em cứ đánh dấu lại đây là điểm 7 là câu nghi vấn thôi, chưa phải là câu câu trả lời đáp án chính xác, và câu tiếp theo mới là câu chính xác nha. GTA2LC. GTA2LC. Rồi ha. Tiếp theo occupation là nghề nghiệp, thì nó hỏi cụ thể nghề nghiệp là gì. Nó sẽ liên quan tới cái câu đây là could I ask about what your job is? Là công việc nha các em, or student. Cái này thì nghĩ là từ vựng thôi. I've actually just finished my training. I am a hair dresser. Tôi là thợ làm tóc ha. I am a hair dresser. Tôi là thợ làm tóc. I am a hair dresser. Tôi là thợ làm tóc nha. Vậy thì cái này từ vựng thôi nha các em. Tiếp theo. Reason for visit today. Em đợi thôi. Em đợi xuống nha. Rồi tiếp tục hả các em. Occupation, nghề nghiệp nha. What is the job? Rồi vậy thì nó sẽ là hair dresser. Reason for a visit to town. Nó để là reason for a visit to town to go to the dentist. Chú ý cho thầy nha, the dentist. To see the dentist. Ở đây nó nói là it's not for shopping today. Which would normally reason. À, thầy quên. Chú ý cho thầy nha. Ở đây nó sẽ là shopping đầu tiên, vẫn có chữ shopping nhé. Mình nghe giống như go to shopping nhé. Go shopping hay go to the shop á.
nghe, hoặc là đánh lộn mình đã shopping. Thật ra này cũng sai chính tả thôi, nhưng mà các em chú ý cho thầy đó là cái chữ not. Đây là cái từ mấu chốt nha. Đây là cái từ mấu chốt để quyết định nó không phải là đáp án. It's not for shopping today. Rồi, cái này nữa, một cái chữ mấu chốt đó là cái chữ but, và thường đi sau chữ but. Nếu như không có một cái chữ no hay chữ not nào đó thì thường sau chữ but sẽ là đáp án nha các em. Vậy thì to see the dentist. The dentist ha. Với lại một phần nữa cái ngữ pháp này đâu có ai gọi là the shopping đâu ha. Thành ra là biết nó là sai rồi. Câu tiếp theo. Suggestion for improvement. Cái lời khuyên về cải thiện này nọ thì better. Cái lời khuyên về cải thiện này nọ là better. Rồi. Better. Rồi, chỗ này nè các em. Now in the last session, I'd like to give some ideas about the facility and the arrangement of the city. Getting there, any suggestion for improvement nè các em. Suggestion for improvement. Suggestion you have for improvements. Rồi, nó có để cái chữ better sẵn đúng không? Đây nè, cái này gần nhất luôn là thầy chỉ luôn nha. I think the lighting should be better. Vậy thì đảo là thôi. Better lighting. Vậy thì đáp án sẽ là lighting ha các em. Better lighting. Rồi ha. Tiếp theo là more frequent. Cái gì đó thường xuyên. More frequent. Trends. Vậy nè, cái này trường hợp câu này là câu khó và nó sẽ yêu cầu mình phải nghe phải hiểu hiểu được cái ý này. Tôi không I don't think ha, tôi không nghĩ là có đủ những cái chuyến tàu. Đây là lý do tại sao tôi sử dụng chúng, không sử dụng chúng. Và tôi phải đợi rất là lâu. Bởi vì đợi phải rất lâu cho nên không không sử dụng mấy cái này. Tại vì không đủ ha. Vậy thì ở đây cải thiện là cần phải có đủ chuyến tàu. More trains. À, more trains là more frequent trains. Cái này thì hơi khó xíu nha. Thầy đồng ý. Thầy cho anh biết nó có không. Work more resident, more tourist. Rồi. Là ý này hả các em. Tiếp tục. Câu 8. Having a parking place for bicycle. Có cái gì đó. Có cái khu vực đậu xe như thế nào đó dành cho xe đạp. Vậy thì having rồi cái này thì thầy nghĩ là dễ nha. Safe place to leave your bike có nghĩa là sẽ có cái khu vực an toàn để đậu xe đạp. Leave là đậu ha, cái đậu cái xe đạp của mình. Safe places to leave your bike. Rồi có khu vực an toàn để đậu xe ha, leave. Ở đây nó cũng có chữ là bicycle. Giống mà các em vậy là safe parking place. Rồi, tiếp tục ha. Be able to use cái gì đó at work. Có thể sử dụng cái gì đó tại công ty. Thầy dịch câu này luôn đi để cho các em dễ hiểu. Đáp án của nó là shower nghe các em. Shower có thể tắm tại công ty. Rồi, có nghĩa là tôi phải đạp rất là mệt ở một ngày nắng nóng và tôi thường đi làm việc trong tình trạng mồ hôi á, cho nên tôi cần có một cái chỗ tắm ở nơi nào đó tại công ty. Vậy thì a shower somewhere at work.
Sour at work, cái này rút gọn cái chữ somewhere ra ha, cái này nó rút gọn lại cho mình. Thật ra là cứ nghe kỹ là sẽ hiểu. A sour at work. Rồi ha. Câu tiếp theo. The opportunity to have the cycling training on Peace Road. Có cơ hội để luyện tập đạp xe ở cái đường đông đúc. Rồi. Nè, nó nói á, là do nó không có tự tin về đạp xe ở đường đông đúc, cho nên tôi nghĩ là bạn cần phải hỗ trợ về training nhé. Luyện tập xe cho cái này, for that, là đạp xe đường đông đúc ha. Nghĩa là nó sẽ, cái chữ đáp hay là đại diện lại cho cái ý đằng trước, cái này cũng hơi khó và buộc mình sẽ nghe rõ cái câu nó nói ha. Cho nên cái trường hợp thầy mới kêu là nhà nghe trước nghe kỹ là vậy, để có những câu dễ thì không sao, có những câu khó buộc mình phải nghe kỹ để mình nắm cái ý chính của nó. Còn lại là dụ bí, còn lại cái gì nữa em nghe chưa rõ hay như thế nào đó, em có thể dò lại đáp án, dò lại script lần nữa để mình hiểu chính xác, rồi sau đó em nghe kỹ lại lần nữa ha, để mình cảm nhận được cái ý từng chữ. Như thầy nói, cách hay nhất là cảm nhận lại bằng cách là nghe lại, bằng cách là nghe lại để nắm lại cái ý chính của nó nghe cái. Rồi. Nghe lại nắm ý chính của nó, nghe ra từng chữ luôn á. I wouldn't be all that confident about cycling but this is true nha. Tôi thì không, thầy nhé, thầy dịch lại nè. Tôi không có tự tin về đạp xe đạp ở khúc này, cho nên tôi nghĩ là bạn cần phải offer, hỗ trợ về luyện tập cho cái đó, là việc đạp xe đạp ở trên đường đông đúc nha. Vậy thì cycling training, cơ hội để có, cần phải có cơ hội để luyện tập cái này ở đường đường xá đông đúc. Rồi câu qua phần 2 nha các em. Nó nói thì hai cái ý tưởng cho hai, cho những cái phát minh mới, cho những cái phát triển mới. Rồi, những ý tưởng cho hai cái phát triển mới ở trong thành phố đến từ, những ý tưởng cho hai cái phát triển mới trong thành phố đến từ, đến từ câu A nghe, người dân địa phương. Đây nó đổi chữ nè các. The ideas for the initiative. Em cũng học luôn những từ đồng nghĩa nha. Cái chữ initiative đồng nghĩa với chữ development. Thì ý tưởng cho những cái này đến từ bạn, the public. Vậy thì nó sẽ là local people, người dân địa phương nha. Này thì dễ rồi. Câu tiếp theo, what is unusual about the Bright Cancer Pool? Unusual mình dịch đây là đặc biệt nha các em, không thường xuyên là đặc biệt á. Cái thông tin gì đặc biệt về cái này ha? Kiếm nha. Đặc biệt, nhớ là đặc biệt, nó sẽ nói một cái đoạn rất là dài nhưng mà kiếm cái chỗ nào mang tính đặc biệt. Câu C nha các em. Phương pháp xử lý nước, phương pháp xử lý nước. Còn mấy cái này không liên quan nha. Phong cách kiến trúc, rồi hệ thống làm, hệ thống sưởi ấm. Câu C mới đúng nha, chỗ này nè các. Thì dịch sát luôn. Đầu tiên nó vẫn đề cập đến từ khóa là Brackenside Pool ha. Thì chỉ luôn ha. Còn cái gì đó các em cứ coi lại rồi. Rồi, không hiểu cứ hỏi thầy nha. Thầy sẽ dịch sát cái chỗ cần nắm trước, là cái chỗ mà liên quan tới câu hỏi của bài thi nha các em. Such as the recycling system. Em thấy cái chữ mà đặc biệt là hệ thống tái chế nè. The only one of its kind in the world. Cái chữ này nè, nguyên cái cụm từ nè. The only one of its kind in the world. Nó chỉ là loại duy nhất, nó chỉ là cái loại duy nhất. Bản thân nó là loại duy nhất ở trên thế giới. Vậy thì nguyên cái cụm này đại diện cho chữ đặc biệt. Bên câu hỏi nó sẽ nói chung chung. Bên bài nó cụ thể luôn. The only one. Có gì em học luôn cái chữ the only á. The only one á. Nghĩa là special. Một cách nó khác chữ special ha. Rồi. Which enables the water to be used in the pool. In the pool. Which enables the water to be used in the pool. Có nghĩa là cái mà giúp cho những cái nước biển á, có thể sử dụng được ở trong hồ. Vậy là phương pháp xử lý nước, đúng rồi. Ở đây nó nói cụ thể xử lý nước như thế nào luôn. Ha, rồi. Câu tiếp theo, câu
13. Local newspaper have rights worry about. Worries about. Những cái báo địa phương thì làm gia tăng về cái sự lo lắng hay cái sự nhìn nhận của cộng đồng về vấn đề gì? Câu C, the size of facility. Kích cỡ của cơ sở vật chất. Báo địa phương, nhớ bám sát từng chữ liên quan tới câu hỏi nha các em. Báo địa phương là gia tăng về mối quan tâm hay là lo lắng gì đó về cái gì? Kích cỡ của cơ sở vật chất. There has been quite a bit of discussion. Cái chữ discussion đồng nghĩa với chữ worries. Và in the local press, press này các em, local press, báo chí địa phương, local newspaper, ha. Có nghĩa là có nhiều cái sự tranh cãi ở trong cái báo này về liệu rằng có đủ chỗ trống cho nhiều khách tham dự hay không. Whether there will be enough room for the number of visitors. Rồi, có đủ chỗ trống cho khách tham dự hay không? Vậy là ở đây thì nó nói nè, chỗ trống thì cái chữ room á nó liên quan tới chữ size. Rồi. Cơ sở vật chất luôn ha. Cơ sở vật chất là chỗ đây nói về cái phòng á. Nhưng mà các em cứ bám sát cái từ khóa gần nhất luôn, room. Room ở đây phòng cũng là chỗ trống luôn, liên quan tới chữ size nha các em. Rồi, vậy ha. Câu 14. Cái quyết định mà không được thực hiện về cái hồ á, cái quyết định nào không được thực hiện về cái hồ? Câu A, cái bức tượng sẽ được đặt tại cái cửa ra vào. Cái quyết định nào vẫn chưa được thực hiện về cái hồ? Nhớ quyết định liên chưa được thực hiện. Nghe các em. Rồi, thứ nhất là bám sát cái từ khóa nè, nó có nè. There will be also a comparison for the public to decide on the sculpture we plan to have at the entrance. Chỗ này nè các em. Đầu tiên nó có những cái từ khóa tương đồng nha. Thứ nhất là chữ sculpture bằng nghĩa với cái chữ statue. Rồi, have at the entrance đồng nghĩa với at the door. Rồi, nó nói là quyết định mà chưa được thực hiện, đúng không? Đây nè, cái này thì nó không có nói cái chữ quyết định thực hiện hay không, mà nó nói chỗ này. Có một cái sự tranh cãi, bàn luận, competition, giống cạnh tranh đó, dành cho cộng đồng để đưa ra quyết định. Sự cạnh tranh cho cộng đồng để đưa ra quyết định. Sự cạnh tranh cho cộng đồng để đưa ra quyết định. Đây là sẽ liên quan tới cái ý là một cái quyết định chưa được thực hiện. Đó. Đồng thời có chữ decision này các. Cũng đồng nghĩa với từ khóa này luôn. Có một cái sự cạnh tranh cho cộng đồng đưa ra quyết định. Vậy là quyết định này chưa được thực hiện ha. Về cái vụ này. Rồi. Xong ha các em. Câu tiếp theo. Cái này thì nó hỏi là ở mỗi châu lục á. Ở mỗi châu lục có cái feature, có cái đặc điểm gì ha các em. Mình đi từng cái thường ra thì nó sẽ nói từng cái cho mình. Asia, châu Á, nó có cái gì? Asia, rồi, bám sát vô luôn ha. Asia thì được thể hiện bằng những cái thiết bị hình dạng con rắn. Rồi, con này và con cọp và vân vân ha. Nguyên thủy của khu rừng tại những khu vực đó. Rồi, vậy thì nó liên quan tới thú vật. Châu Á được thể hiện bằng đồ dùng theo hình dạng con thú vật. Vậy thì châu Á là local animals. Và đây câu hỏi nó nói chung chung ha. Bên bài nó nói cụ thể luôn. Mình cũng gặp một trường hợp có thể thường xuyên xảy ra, đó là bài nó sẽ nói chung chung. Và bên đây nó sẽ nói cụ thể luôn. Thành ra các em tập nghe kỹ nha.
Rồi. Rồi tiếp tục hỏi các em. Câu tiếp theo. Antarctica là Một Nam câu Cực hỏi nha các em. Rồi, Antarctica là Nam Cực nha các em. Đợi xíu. Oh. Nãy giờ có một số bạn giờ mới lên để giảng nãy giờ. Rồi, cứ theo dõi luôn nha. Bạn nào vô sao có theo dõi đi, có gì coi lại video. Trời nhắn quá trời đợi thầy gọi mới lên. Chú ý nha. Hôm nay là giải, nhớ là giải 4 phần luôn nha các em. Từ bây giờ là thầy giải full test luôn á, thành ra là nhà cứ tập trung kỹ vô, làm kỹ cho thầy. Để mình nắm cho nhanh luôn, với cứng luôn. Rồi thầy giải tiếp nè. Ở đây nó sẽ đề cập đến Antarctica, cái châu Nam Cực này thì nó có cái features, có cái đặc điểm gì ở đây? Rồi kiếm. Alright, nè, moving south to Antarctica. Rồi có Nam Cực nè. Chúng ta không thể đi lên một cái tảng băng I'm afraid of. Hay là và chúng ta không hay sợ hay là chúng ta không quen. Tôi lo là chúng ta không thể đi lên tảng băng. Thay vì nhưng sẽ quen hay là sẽ đáp ứng được cho cái việc sẽ đáp ứng được cho cái việc là leo lên những cái tảng đá à không leo lên những cái to save the block to save the mountain à những tảng đá những cái tảng lớn này nọ đó mà hình hình dạng là những ngọn núi dạng giống như tảng băng á block sau đây là tảng nha các em leo lên những cái tảng băng hình dạng ngọn núi vậy thì nó sẽ liên quan tới từ khóa là ngọn núi mountains vậy thì đặc điểm của nó là đặc điểm của cái chỗ Antarctica này á, Nam Cực này á là những cái ngọn núi băng lớn ha. Rồi, tiếp theo là câu South America, Nam Mỹ. Này, South America, El Dorado. Rồi, nó có cái thông tin nè. Những cái trò chơi sẽ mô tả, sẽ thực hiện lại những cái cuộc tìm kiếm những cái mỏ đầy đủ mỏ có chứa rất là nhiều đá quý precious stone đây từ đọc nghĩa với cái chữ jewel hay là jewelry mình hay học là jewelry là jewels đồ trang sức hay là đồ đồ đá quý nè các em jewels jewelry trên là jewels đồng nghĩa với chữ precious stones. Ở đây thì nó cụ thể luôn. Bên đây jewels thì nó chung chung. Vật trang sức này nọ bằng kim loại bằng vàng cũng là jewels. Rồi. Precious stones. Cụ thể luôn ha. Đây là đá quý. Okay. Rồi. Vậy là Nam Mỹ liên quan tới đá quý. Rồi. Ok. Trời ơi. Hôm nay. Rồi. Ok. Quá trời, nhớ tập trung nha. Câu tiếp theo. North America, Nam Bắc Mỹ nha. Bắc Mỹ dễ à. Cái đặc điểm của Bắc Mỹ là gì? Space travel. Du hành không gian, space travel. Nè, thầy dịch luôn ha. Sau đó chúng ta sẽ đi đến Bắc Mỹ, here to consider the pay. Có nhiều cái tranh cãi rằng là no to consider. Tôi biết là có nhiều đóng góp của phim ảnh này ha. Nhưng những cái nhà thiết kế này cuối cùng cũng đáp ứng được opt for cũng đáp ứng được những cái gì đó rockets những cái tên lửa và cuộc du hành vũ trụ. Kệ nó nói lòng vòng mà kệ nó mà quan trọng là tập trung với từ khóa liên quan nó hỏi
cái đặc điểm ha, phù hợp của cái khu đó là gì. Thì nó nói rồi à, chỗ này thì biết là có nhiều phim ảnh, nhưng cái nhà thiết kế cuối cùng, cái nhà thiết kế ra những cái khu vực này là đã đưa ra cái đặc điểm là giống như là nó xây dựng nên biểu tượng, cái chỗ này khu trưng bày mà, nó xây dựng nên cái biểu tượng là tên lửa và du hành vũ trụ, có Space Station đồng nghĩa Space Travel. Tiếp ha, Europe. Europe là câu và Ancient Force, lâu đài cổ đại nha. Force ở đây nó đồng nghĩa với chữ Castle á. Nè, cái này thì từ vựng thôi. Eastward to Europe, đi về phía đông tới Europe nè. And perhaps the most traditional choice. Có sự lựa, và một cái trong những sự lựa chọn mà truyền thống nhất của khu vực á là rồi lâu đài cổ đại, medieval castle và những cái loại dạng, những cái dạng lâu đài khác, fortification, fort nó có chữ luôn ha, nhưng mà cái thầy nghĩ chữ đồng nghĩa sát nhất để các em nắm là cái chữ castle rồi ha. Câu cuối cùng, Africa, châu Phi. Africa said the most southern trail present the Great River. Rồi cái này dễ này, có river nè. Rồi Africa thì là và nhiều cái loại thuyền này nọ đó, thuyền bè này nọ thì thể hiện a great rivers. Rồi để thể hiện cho chúng ta biết về những cái dòng sông lớn, những dòng sông lớn của cái khu vực trù phú và ấn tượng này. Rồi vậy là có chữ rivers liên quan tới waterways. Học ha, cái này từ vựng đồng nghĩa thôi. Waterways nó đồng nghĩa với chữ reverse. Rồi ha, xong. Thầy giải phần tư trước nha. Cái phần này thì hồi chút thầy nói. Thầy giải phần tư trước nha các. Tại này cái phần tư coi chứ nó lại có thể dễ chịu hơn. Hơn phần 3, tại phần 3 nó liên quan tới tới những cái multiple choice á, cái đó khó làm hơn. Rồi, ok, tiếp tục ha. Biết sao chủ đề này nó gần với mình hơn nè. Ngành quản lý nè, thường này là ngành về kinh tế, đại học kinh tế hay gì đó. Ngành quản lý hay đọc kinh tế này nọ đó. Giống như những ngành kinh tế, management hay là ngành kinh doanh, business cũng được ha. Những bạn bên đại học kinh tế thì thường nắm cái này nhiều. Rồi business market. Rồi về lĩnh vực business ha, greater among company. 31. Nó có cái từ khóa sẵn cho mình là cái chữ greater, cái gì đó rất là lớn thuộc về những công ty. Cái gì đó rất là lớn thuộc về những công ty. Nè, a major increase in competition. Competition nghe cái. Nghĩa là cái cụm từ này nó sẽ đồng nghĩa nè. Ta thể dịch sơ luôn ha. Một cái lĩnh vực mà chúng tôi muốn đề cập đó là business market có liên quan nè. I'm sure a really significant development, để tôi tin rằng đây là một sự phát triển rất lớn. Và cái sự phát triển rất lớn sẽ là sự lớn mạnh hay sự lớn mạnh, sự gia tăng về sự cạnh tranh giữa những công ty từ nhiều nơi trên thế giới. Cái chữ mà increase ha, increase in nó đồng nghĩa với chữ greater, lớn hơn, dạng giống như là sự gia tăng lên các em. Greater, an increase in đồng nghĩa với chữ greater ha các em. Vậy thì ghép lại là competition. Nhớ cái này thường đi chung nhé. Increase in ha, increasing competition với giữa các công ty, giữa các công ty. Rồi ha. Tiếp theo là cái sự gia tăng về sức, in power of nè, sự gia tăng về quyền lực của công ty gì đó lớn. Global. Đây nè. Nó dịch ra là government are actually losing power to những
chính phủ thì đang mất dần quyền lực về tay của tập đoàn thế giới hay tập đoàn đa quốc gia lớn. Major nó đồng nghĩa với chữ large. Rồi corporation thì đồng nghĩa với chữ companies. Clover ghép vô ha. Với lại đây cái ý nó cố tình nó viết khác á, để đánh lừa mình á. Sự có nghĩa là cái sức mạnh của những công ty này ngày càng gia tăng. Ở đây nó cụ thể là chính phủ đang mất quyền lực power. À có chữ power luôn nè. Mất quyền lực cho những công ty này. Hiểu không? Nhưng mà cái chữ gần nhất là corporation, chữ major. Các em học nha. Nhớ những cái mà chỗ thầy chỉ nãy giờ về nghe lại, nghe kỹ lại ra từng chữ giống như vậy luôn. Để mình cảm nhận được cái đổi chữ với phát âm của nó luôn nha. Em cẩn thận cho thầy, làm kỹ nha. Rồi. Increase, rồi, rising in certain countries. Rising cái gì đó in certain country. Rồi cái sự gia tăng gì đó ở một số quốc gia. Sự gia tăng gì đó ở một số quốc gia. Sự gia tăng gì đó ở một số quốc gia. Cái này thì dễ bị nhầm nè. Thầy dịch ha. A tourist what I want to make about the market is that in a rapidly expanding economy. Trong những nền kinh tế đang phát triển ngày càng nhanh nè. Trong những nền kinh tế đang phát triển ngày càng nhanh như là Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil nè và Russia. Nhu cầu đang phát triển, đang gia tăng. Growing. Có nghĩa là rồi bàn luận với ai trước khi đưa ra quyết định đúng không? Nó có này kem. Company are consulting customer more and more before making the business decision. Có nghĩa là công ty sẽ họ sẽ lấy thông tin của khách hàng, consulting sẽ hỏi và tư vấn khách hàng trước khi đưa ra quyết định. Công ty sẽ hỏi và tư vấn khách hàng. Nghĩa là lấy thông tin khách hàng, bàn luận với khách hàng các em. Cái chữ consulting hay là consult nó đồng nghĩa với cái chữ discuss. Ha, ở đây discussion. Rồi bàn luận với khách hàng trước khi đưa ra quyết định. Cũng như vậy luôn ha. Bàn luận với khách hàng nhiều trước khi đưa ra quyết định. Rồi. Tiếp tục ha. Có thể dẫn đến cái gì đó ngày càng nhiều. Mối quan tâm về môi trường có thể dẫn đến cái gì đó ngày càng nhiều. Câu này hơi khó nha, câu này thì nó buộc em phải nghe được. Những mối quan tâm về môi trường sẽ thúc đẩy những nhà sản xuất là phát triển được, mở rộng được cái dòng đời của sản phẩm để hạn chế cái rác thải và sự ô nhiễm nè. Ở trong một số trường hợp thì
những quy định cần phải được mở rộng. Rồi. Vậy thì đáp án là cái chữ quy định nha. Regulation. Nghĩa là những vấn đề về môi trường tóm lại là sẽ dẫn đến quy định ngày càng mở rộng. More regulation. Hiểu không? Mối quan hệ quan tâm về môi trường nè, nó nói lòng vòng cái gì đó mình phải kiếm đến liên quan đến cái chữ more. Thì suy ra ở trong một và trong một số trường hợp cái chữ in some case này nó là cũng là liên quan tới việc cũng liên quan tới cụm từ lead to hay okay. Và trong một số trường hợp hay là và suy ra cũng được nữa, và trong một số trường hợp là phải làm gì cũng có nghĩa là suy ra các okay. Suy ra là regulation cần phải được mở rộng, strengthened. Cái chữ strengthened này nếu theo đây nó đồng nghĩa với chữ more, mở rộng ra, more regulation, regulation need to be strengthened. Rồi, học kỹ mấy chữ này ha. Thường nhắc lại những cái chữ liên quan tới bài thi thì thường nó sẽ được là sao ta? Nó sẽ được những cái chữ nó được có nghĩa là những cái chữ mà được hỏi ở trong script này thường liên quan tới bài thi và có thể được lặp lại, có thể được sử dụng lại ha. Thầy đang nghe kỹ lại cho thầy mấy cái chữ định nghiêng liên quan tới câu hỏi. More team will be formed to work on a particular. Rồi, nhiều đội tập hợp để làm việc về cái gì đó đặc biệt, a particular, cái gì đó đặc biệt nghe kem. A particular, cái gì đó đặc biệt. More team will be formed to work on a particular, cái gì đó đặc biệt. I think we're going to see the greater emphasis within company on the team created with a specific project, dự án nha các em. Cái chữ liên quan tới cái chữ particular là cái chữ specific, đồng nghĩa anh em, a specific project, a particular project. Hiểu không? Nghĩa là chúng tôi sẽ tập trung vô, chúng tôi sẽ a greater emphasis, sẽ tập trung vô với công ty á, về đội nhóm được mở rộng ra, hay là đội nhóm được thành lập với sản phẩm cụ thể trong tâm trí, sản phẩm cụ thể hình thành trong tâm trí trước. Có nghĩa là nhiều team sẽ được tạo ra để làm việc các team sẽ được thực mở sẽ được thực hiện à, sẽ được form lại là sẽ được tạo thành nhiều team sẽ được tạo thành để làm việc về một dự án cụ thể, nhiều team sẽ được thực hiện với một dự án cụ thể, nhiều team sẽ được tạo ra với một dự án cụ thể đó, hiểu không các em? Team created with a specific project. Team formed to work on. More team was to form to work on a project. Hiểu không? Giờ tiếp tục. Câu này. Typical example we attract. Business may need to offer hours. Rồi. Các công ty cần phải offer, phải đưa ra giờ làm việc như thế nào đó. Coi chừng bên bài. Nó viết kiểu này, coi chừng bên bài. Đây là mệnh đề quan hệ đúng không? Thường sẽ chuyển thành tính từ. Tính từ bổ nghĩa cho chữ hours. Rồi. Hoặc là cơ hội để làm việc từ xa. Đây nè các. Typical example will attract and retain staff. Sẽ thu hút và giữ lại staff á, là flexible hours. Yeah, flexible. Flexible nghe các. Flexible hours. Rồi. Management style. Management style. Rồi. Increasing need for manager to provide goods gì đó. Một cái yêu cầu được gia tăng cho những manager. Một cái yêu cầu gia tăng là cho manager phải đưa ra cái khả năng gì tốt của mình. Yêu cầu có nghĩa yêu cầu của bên doanh nghiệp ngày càng cao đó các em. Một cái yêu cầu cho manager là phải thể hiện cái gì đó tốt. Nhớ nha, một cái yêu cầu cho manager phải thể hiện gì đó tốt, thường là khả năng tốt và sẽ là khả năng cụ thể là gì? Nè, about they need to create skill. Họ sẽ cần những khả năng thật tốt. Good đồng nghĩa với chữ create nghe các em. Skill in leadership.
Vậy thì ở đây cái chữ nào mới là chữ chính? Nhớ nha, khi em nghe như vậy em phải lọc ra một chữ chính. Một chữ. Vậy thì em sẽ lọc ra cái chữ chính. Cái chữ nào bằng cái chính nha. À, nghĩa là những kỹ năng tốt, kỹ năng lãnh đạo. Vậy là kỹ năng lãnh đạo tốt. Vậy thì leadership. Vậy thì em phải ghi cái chữ ý chính ở trong cái cụm từ đó. Tại vì nó yêu cầu ghi một chữ mà đó là chữ leadership. Ha, leadership. Nghĩa là khi em gặp cái trường hợp như nè, nó cho một cái chữ chung chung, rồi sau đó nó cho ra ví dụ cụ thể. Hả, nó giống như nè, chữ chung chung là skill nha, nhưng mà ví dụ cụ thể là leadership thì thường sẽ chọn cái câu liên quan tới ví dụ leadership nha các em, cái chữ chính ha. Còn cái chữ này nó bẫy mình á, great skill, cái work you skill là sai. Nhớ nghe, thường câu hỏi mà nó cho cái trường hợp này á, là một chữ chung với một chữ cụ thể thì chữ cụ thể sẽ là đáp án. Rồi tiếp theo câu 39, những cái thay đổi ảnh hưởng bởi những cái thay đổi được đưa ra hay là được bị ảnh hưởng, thay đổi như thế nào đó bị ảnh hưởng bởi những phụ nữ quyền lực, những phụ nữ nắm lấy vai trò lớn, senior role, vai trò lớn, vai trò cao cấp gì đó cũng được ha. Là những thay đổi bị ảnh hưởng bởi những phụ nữ nắm cái vai trò lớn. Rồi các em coi. Cái này thì thầy sẽ tóm gọn, câu này nó hơi khó đó. Thầy sẽ dịch rồi sau đó sẽ tóm gọn lại. Rồi, những cái phong cách quản lý predominant, những phong cách quản lý lớn sẽ trở nên consultative, là cần phải được tư vấn nhiều hơn, cần phải có cái nhận cái đóng góp ý kiến nhiều hơn, cần phải có sự kết hợp được tất cả được 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 gây ra hay là được hay là bị ảnh hưởng bởi cái chữ cause đây, nó cũng tương đồng với cái chữ influence nghe các em. Change là nó cụ thể luôn, những cái này consultative, collaborative, cause ở đây nó cũng là influence, by nó giống này ha, more women. Nếu như các em chưa hiểu nổi thì cứ bám sát từng từ khóa vô. By women. Ở đây là women moving to senior position, management position. Phụ nữ đi vô vị trí quản lý cao cấp, có nghĩa là phụ nữ nắm quyền cao cấp. À, em nghe, em chỉ cần về nhà tập nghe lại cái cụm từ này là được. Để mình cảm nhận lại cái ý của nó. Taking senior roles đồng nghĩa với chữ move into senior roles là position rồi. Ở đây nó cụ thể luôn là management position. Hiểu ha các em? Bám sát từng chữ. By women moving to senior management position. Rồi, xong ha. Câu 40, cái này câu cuối rất là dễ. Nó kêu là nhiều, ngày càng nhiều cái người workers, công nhân như thế nào đó. Đây là tính từ và có thể bên bài nó sẽ là đảo ngược lại, là nó viết thành một mệnh đề hay mệnh đề quan hệ. Rồi, câu cuối nè. Ngày càng có nhiều người là trở nên, ngày càng là có nhiều người là trở nên tự lập, self-employed. Ngày càng có nhiều người, người đây nó worker cụ thể luôn ha, self-employed. Đáp án là self-employed. Nhớ cái chữ, đáp án mà có chữ gạch ngang ở đây là một chữ nha các em. More and more people self-employed. Rồi ha. À, để ta coi bây giờ. Rồi, à, cái phần 3 này để chắc mai thầy quay lại cho ha. Mai để thầy quay lại cái phần 3 này là hình như là một số bạn chưa kịp làm. Rồi, không sao. Phần 3 này bạn nào chưa làm cứ làm đi, mai thầy sẽ quay một cái video lại lần nữa, thêm nữa ghép vô cho các em giải nha. Có nhiều bạn chưa kịp giải hết á. Phần 3 này đúng là lớp lớp hôm nay cũng chưa giải kịp. Rồi. Cứ để đi cho thầy nợ, mai để thầy quay và thầy ghép vô thành một clip luôn ha. Rồi tới đây đi ha các em.